Rồi hello, xin chào mọi người. Chào mọi người nha. Thì bữa nay anh em mình cũng như mọi người đọc cái tựa đề đó, mọi người biết cái tựa đề là anh em hôm nay quay cái gì rồi đó. Thì đây là mấy cái món anh em mình chuẩn bị trước nha mọi người. Đây là bữa nay là mình không phải mà mình anh em mình ngồi ăn đâu mọi người, đây là cái cuộc chơi nha, cuộc thách đấu luôn 5 lít. Thì bữa nay là cái trò chơi này là thằng em mình nó có suy nghĩ ra mọi người. Thì trong cuộc chơi này nó là sắp đặt nha, bây giờ để cho nó giới thiệu như thế nào nha mọi người. Rồi ok. Thôi được không mọi người, hôm nay anh em mình sẽ quay một cái video thử thách ăn uống. Đây là có hột vịt trắng và một con gà với 10 trứng vịt lộn. Anh em mình có thể loại bốc thăm vô cái nào ăn cái đó nha mọi người. Giờ ai thua, ai người nào ăn thắng á, là sẽ được hưởng 500 ngàn. Rồi ok. Rồi đây là cái ba cái lá thăm nha mọi người. Có gà với hột vịt lộn với hột vịt giữa. Nếu mà ba thằng mà bốc cái nào trúng cái nào ăn cái đó. Còn người nào mà ăn không hết thì sẽ là bị loại nha. Đây, đưa cho ba em. Phan để đem tiền đồ ra mới chơi. Rồi bữa nay mình chơi lớn luôn nha mọi người. Đây là tiền thiệt luôn nha. Người nào là thắng được 500 ngàn nha. Hộp vịt trắng nè. Đó rồi thì đấy, mọi người coi video này có thấy hay và ý nghĩa nhớ tặng cho anh em mình một like và một đăng ký nha mọi người. Rồi nhớ bình luận dưới cho anh em mình có nhiều ý tưởng quay clip khác nha mọi người. Máy vô. Rồi bây giờ anh em mình bóc nha mọi người. Ok. Để anh sóc cho nó công bằng. Bên kia qua. Anh chơi chứ không chào. Thằng nào? Anh chơi chứ giờ. Rồi chơi thằng dân em. Chưa bỏ đã. Bóc hết luôn. Rồi mình bỏ hộp ra. Anh em khui trước đi. Tại xéo. Dở lên. Cái gì đây? Thôi chưa lão. Gà rồi. Chưa lão. Tao nói rồi. Vậy anh cái gì đây? Gà. Rồi mọi người ơi, mình cho một chục trứng trắng rồi mọi người. Tao nói rồi. Rồi bây giờ đã bóc xong rồi, thằng Nhí thì được một chục trứng hột vịt trắng nha mọi người. Đây, còn đó cái gì một chục trứng luôn nha. Mình vừa mới ăn cơm xong nữa, ăn cái này chắc é luôn quá. Còn thằng Nhân Anh thì được con gà nha. Hên trời, con gà này ăn tới tiền rồi nè. Lụm quan trọng cái gì không biết, nhưng mà quan trọng là 500 ngàn của ai. Còn thằng Nhân Em thì được trứng hột vịt lộn nha, 10 trứng nha. Rồi bây giờ bắt đầu cuộc chơi thôi. Rồi vô mọi người. Rồi mọi người ơi, giờ thì mấy anh em chuẩn bị vô cuộc chơi thôi nha. Chiến thôi. Rồi người nào ăn cái nào thì có mấy chén. Đây là một chén gì anh em? Muối tiêu mà để ớt vô. Rồi ok. Rồi chén đó chén gì? Chén muối tiêu luôn. Rồi đây là chén muối ớt chanh. Đổi đi em, muối tiêu cho. Thêm một mớ rau sống nữa mọi người, để ăn cho đỡ ngán nha. Rồi. Mẹ ăn vịt trắng rồi luôn. Rồi bây giờ là đến 1, 2, 3 bắt đầu ăn nha. 1, 2, 3 lụm. Ăn từ từ thôi. Ăn phải sạch nha. Xin mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người cái đùi. Nóng gì hả? Ôi. Nóng quá nóng rồi mọi người ơi. Trời, vịt trắng mới luộc nữa. Tới công chuyện luôn. Rồi để anh em lụm miếng thôi. Mời tất cả mọi người nha. Trời nóng. Không có đường nữa. Mời mọi người trứng khủng long nha. Đặc biệt đấy. Vô nè, lụm nè. Cái này là mình chơi là mình không có cho uống nước luôn nha mọi người. Để công bằng luôn nha. Nhìn bốc khói nè. Trời ơi, trứng đầu, ăn trứng đầu đã lắm mọi người. Trắng mà ăn trứng đầu đã. Nhảy đâu? Nè bắt đầu, bắt đầu. Ồ, đỏ luôn ha. Lòng đỏ luôn. Vô mọi người, mời mọi người nha. Đồ con em làm dữ rồi ta. Hết chục trứng không? Từ từ ăn, ai hàng nào người ăn thì nó sẽ thắng thôi, có gì đâu mà không cần phải hết. Trời, nuốt vô miếng trứng các em, đi tới đâu biết đó. Em mấy trứng rồi? 4. Ghê vậy? Ăn đúng không? Ăn chút xíu cái đầu cái bò này, đi nó đâu. Dĩ nhiên lay gai hả? Lay gai thôi, mình biết là mình thua rồi. Nên mình ăn no mình đi, không nổi vậy mọi người, đừng có cương quá. Thống. Mình biết mình thua rồi, đừng có cương quá. Cương quá là thua người ta liền. Dạ, hên quá ha. Tiếng Anh nó hên quá ha. Nóng quá. Nóng chịu không được luôn á. Dạ. Tại vì mấy anh em mình mua đồ về ăn không thì nó không có hài hước chút xíu nha mọi người. Thì mình chơi như vậy nó có thêm một chút giải trí nữa. Mà mọi người biết cóc nha. Nãy là cóc mình gọt mình ăn với gà. Không được ăn với gà hả? Ăn với vịt. Ăn đây chứ đừng phụ. Anh ăn con mày quất chục con rồi còn gì. Cái đây chưa thành con này nó con. Gà nó thấy có cọng lông này mà ăn rồi. Nhỏ rồi. Vô mọi người, quá đã. Thịt trắng ăn 2 miếng đậu đã ghê rồi. Còn mấy trứng nữa? 4 trứng. Ăn mấy 3 trứng rồi, trứng là trứng thứ 3. Chết rồi. Đúng rồi. Bỏ ở ngoài đúng không? Muốn ăn này là bỏ ở ngoài, mày dám bỏ ở ngoài không? Bỏ xương, nhưng mà không được bỏ ngoài. Xương nó nằm ở trong, phải ăn ở trong. Hút nha. Nóng quá. Gió hút cái gì? Hút quá. Vừa ăn vừa nhúng mọi người cho nó xuống. Ờ 500.000 thuộc về ai đây? Về đây đây. Bữa nay là mình chơi lớn luôn mọi người ơi. Làm công nhân ngày có nhiêu tiền đâu mà hôm nay chơi lớn, quay cái clip mình chơi lớn luôn đó. Lớn chưa? Lớn chưa? Lớn chưa? Nhiều mấy trong gần á. Nhúng vô xuống hả? Coi anh em kìa, anh em làm nha em. Làm giống nhí thôi. Giống chết đói mà. Ăn hết đồ ăn nha. Cố quá. Đúng rồi, đừng có gì mà 500.000 mà ráng ăn vô mà tối chịu không nổi nha. Nhân em kìa. Tao ăn nổi vậy. Bút chết. Mời đấy. Xé văng, trời văng này vô mặt mình luôn chứ. Văng vô miệng luôn. Bảy văng em ngồi đó là tao xé văng dính một mũi luôn rồi. Ờ, mà biết rồi. Dạ. Ngại lắm mày đó mày ăn gà đó, biết mày thằng gà ghé răng miệng đâu mày biết. Gà hả, gà còn lâu. Hả, hộp vịt, đợi cho hộp vịt này nó nguội đi rồi biết. Gì? Mấy trứng ở đầu hàng. sao giống gì vậy? Trời trời nè mọi người. Con đây bằng đó. Bún đầu gà các bạn. Gì? Ai lầu hàng này cẩm này đưa lên nha. Đây mọi người. Đây, 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 đây. Cái đó là người ta gọi là con rồng ngậm như dục trâu hả? Đúng rồi, rồng ngậm dục trâu. Hay là con gà hay rồng vậy? Cái này là nó con rồng nó ngậm, nó bay trên trời nó ngậm như dục trâu đúng không? Cái nó bay xuống nước á, nó dướng tầm con biển lại nè. Dạ. Tao không hiểu nói gì luôn. À, không, cái này là con rồng đúng không? Nó bay lên trời, cái nó ngậm được như dục trâu nè, cái nó đáp xuống biển, cái nó dính lại con biển nè. Cái này là con biển. Mình xin thua mọi người ơi. Ăn hết nổi à. Đầu hàng đi chứ. Đầu hàng. Đầu hàng tầm đó đâu chứ. Mình xin đầu hàng. Rồi hai đứa gán gì là 500. Ơi Phan, cảm giác như thế nào nói vừa nghe luôn. Ăn bây giờ nửa con gà rồi. Ăn gà nó ngon nhưng mà nó thiệt nhưng mà ăn không nổi. Ăn thấy nó nhỏ mà nó có vỏ hả? Nó nhỏ mà thật sự là nó rất to. Gà này tới 1 kg mấy đồng mọi người. Rồi ăn hết nổi con gà được. Rồi mình ok. Nhường chỗ là cho hai anh em mình nha. Tại vì bữa nay mình chơi quay cái clip này là giải trí thôi. Rồi còn hai để này ăn sao nữa? Ba này không có vấn đề chưa? Trời mình một phát mua luôn mọi người. Nhưng mà thua rồi, hả? Còn 2 4 5 6 trứng nữa, trứng này trứng thứ 6 nè. Mấy trứng rồi? À, nãy giờ ăn hết 4 trứng này mọi người. Rồi ok. Còn dân em. Đây bình thường còn 4 trứng một nước một sâu. Ghê à. Mọi người nhìn nào, nào. Xong. Còn kia vô tắm nó đánh răng rồi. Ôi. Mà không dám mời mọi người đâu, nãy giờ thấy mọi người chạy trơn này. Đi theo mình từ đầu giờ chạy trơn này, không ai dám ăn nữa đâu. Con em này ăn mạnh đi trời, tao đang ăn 2 trứng rồi tao muốn xỉu rồi. Tại ăn cơm rồi. Thấy trời 500.000 sáng con mắt hả? Phải thế. Trời phải thế. Kiểu ăn hả? Ăn cái lòng này nè, giống thịt là ăn bánh trung thu vậy á. Ê các bạn, ra còn các bạn. Nè, giống thịt là ở trong cái bánh trung thu vậy á. Rồi đang trung thu mà nghĩ sao kêu ăn hộp vịt lạc này, ăn thịt ăn bánh trung thu luôn. Ăn cái trứng vô luôn đi. Rồi là thua. Ăn nói thì thua. Đây là ngọc rồng của mọi người. Ừ. Mời mọi người nha. Bỏ vô hết luôn rồi. Mời mọi người cộng con bỉnh nè. Mở miệng ra. Mở miệng coi. Mở miệng gì vậy? Ủa, trời ơi, cái gì trời. Rồi, để cho nó ăn hết. Phí tiền lắm. Ông nổi là nghỉ nha, không có ép. Nổi gì nổi lại. Mình sống mà mình phải cương nha mọi người. Đi em cầm tiền nó hết kìa. Chắc nó ăn luôn á, mình còn 4 trứng mà. Mở miệng ra. Như thế ba này. Một trứng này nữa là tắt. Tự nhiên cảm thấy lạnh mình đi sương sương sống nổi lên lum la. Ừ, em tới đâu rồi nhà vài trứng nữa đây. Còn ăn được mà lại cho nó ăn xong trứng đó nữa. Chấp nó. Quá đắc ý. Quá kiêu ngạo hả? À? Quá kiêu ngạo. Khoan. Tưởng tượng mà nó ọc ra ngoài kìa. Tưởng tượng mà được một bãi. Trời. Mọi người bây giờ là cái trứng này nó chỉ đúng vừa đúng một chỗ thôi mọi người. Mình vừa nhét vô cái là ra liền luôn á. Tới đâu rồi? Tới đây nè. Giờ tới trái khế rồi nè mọi người. Giờ nuốt không được luôn. Nó dướng lại nuốt xuống cái nó dướng lại. Sao mới nó hay đó mà. Gáy hả? Hù hả? Hù vô gà bên kia nó chạy vậy. Người mình sống á, nuốt mình sống á, mình thấy thua người ta thì mình xin đi cái gì người ta tha cho. Chứ đừng có gáy quá, gáy như mình giờ cũng ngồi nữa. Giờ là chứ chỉ lết thôi chứ đi không nổi đâu. Chắc mày ăn miếng da gà mà. Hết nổi hả? Rồi hết nói rồi, xin thua luôn. Thua mọi người ơi. Ăn nổi đâu, ăn đến 5 trứng rồi. Rồi ok, người cuối cùng là Nhân Em thắng 500 ngàn. Ngày mai dắt gợi đi chơi. Cái này mình chơi lớn luôn các bạn. À, mọi người, liệu nữa rồi. Sữa. Dạ anh em mình nói gì giờ? Vậy thôi nghe mọi người. Bye bye mọi người nha. Anh em mình hôm nay làm cái clip này mọi người thấy hay thì cho anh em mình một đăng ký và một like, một chia sẻ. Có ý tưởng gì hay thì comment bên dưới cho anh em mình động lực ra video kế tiếp nha mọi người. Lần sau có được sách nữa là ai mà vô gà ăn nguyên xương luôn nha mọi người. Còn ai vô nói chung này cũng trả rồi thôi, anh em mình chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ nha.